Hi, welcome back to my channel, Stars Hero. Okay, let's go. Start game. Oh my God. Vẫn chưa mở được cánh cửa kia, mới phải dùng phương pháp gì đây? Vẫn không được các bạn ạ. Không biết là dùng phương pháp gì để mở được cánh cửa đó ra. Vẫn không được, ok. Wow, không biết lý do gì. Rồi, và mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Đây câu Ranger Auto 3. Ở đây thì các bạn sẽ đi bắt một chiếc chiếc xe. Sau đó thì sẽ lái xe đến điểm truy ăn lòng. My toolbox. Oh my gosh. Thank you.
Let's go. You're working regular for Luigi now, huh? It's about time you got a driver we can trust. Vâng, tôi kết thúc ba. Hiện tại mình đang ở đâu đây? Hình như là trụ sở cảnh sát mới bị bắt. Và bây giờ thì mình sẽ đi đến điểm chữ S. Tìm xe ngon nào. Ok. I'm sorry. Now get out. You hit me, asshole! Oh, you... With you. Carl, you drive. Smoke look like he gonna pass out. Our moms get killed. We gotta talk about it. We all gotta talk about it. They was going for sweet. How you supposed to know that? You know what people are like. Say they have love for you, but won't say a word. Too damn scared. Some people say they saw a green saber doing the work, then speeding away. Yeah, but people like to talk, don't they? Speed up a little, we sit. Hit it, go, go, go! Hit the gas, we gotta ice these niggas. Why you ain't for us? I'll spawn your ass. I'll shoot him when I'm done eating. Quit stuffing your motherfucking mouth. Let's go. I ain't stuffing it. I'm enjoying my meal. Hey, kill that asshole! Shit, this is great sex. Smoke, you're always trashing your face and start popping them ballers. I'm trying to enjoy my food. And those fools are trying to enjoy our death. Now come on, Smoke. Shoot. Hey, I'm just finishing my fry. My special. Stab out of here. Oh, shit. Got ketchup all over the seat. The business at hand, motherfucker. The business at hand. But these was clean pins. Damn road. Speed up a little. Chill, motherfucker. This ain't a Sunday drive situation. My soda. It's all over the fucking floor. Well, you can... Ah, jeez. Damn. That was some serious shit. Yeah, man. Those ballin' fools won't try that again. Carl, let's get back to the grove. All right. I'm on. Oh, man. That food filled a hole. You chubby motherfucker. Next time, you better start blasting, or I'm gonna blast you myself. Smoke, you wide, man. I mean, wide. And that's why you love me, baby. That's one up for the grove. I'm gonna kill it. Say what, Smoke? Okay, và tự game tiếp theo. Let's go. Grand Theft Auto Vice City. Let's go. Ah, well, I hope you... Ah.
Where'd you pop up? Better start talking. Hey, make me, you prick. This way. You a tough guy? Did you forget you're driving? Let's go. So all the lights are on. One thing you gotta realize about this town, you gotta pack some heat. The local gun shop is a couple of blocks away. Đi đến điểm đó chính là một nơi buôn bán vũ khí. Mình sẽ tìm nơi đó. Nơi này hơi khó tìm một chút các bạn nhá. Nó nằm ở giữa thành phố luôn. Không biết nằm chỗ nào đây. Đây là đường bên hông. Đây rồi. Không thể mua được các bạn ạ. Đây rồi. Hình như là đã có. Và các bạn sẽ đi đến điểm màu cam. Vì mình có 100 tiền thôi, không đủ để mua. Và sẽ phải dùng những thứ món đồ đang có trên tay để xử lý. Let's go. Rồi, quay về vị trí nhà mình rồi. I'm gonna go see what I can dig up. These kids nowadays are quick. Okay. Follow the good trail. Hey, mama says I got it. Easy, man. I'm homeless. Thank you.
got no word for no Leone. Hey, Tony, come back when you're less conspicuous. Mất luôn chiếc xe máy à? Okay, let's go. Oh, it's you. I don't have time for this. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ đến điểm tiếp theo. Khi các bạn ngồi lên xe là các bạn sẽ đến điểm. Đó chính là điểm màu. Ở đây hoàn thành rồi. Điểm chữa lò. Và tiếp theo các bạn sẽ làm nhiệm vụ. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Welcome to Google's. No kid, you suck! Okay, pal. Go to hell! I thought this school was supposed to be for teenagers, but all I see are whole bodies in teaching class. I want to go for him. Half the people here can't even read. I heard it's best. Do your best, you'll need to. You really don't like where the school is heading. Hello there, ma'am. Ah, yes. So here I am at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. Where's your uniform, young Hopkins? Run along now, child. Let go. You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. Everybody is going to hate you. That's fine. I don't care. Bye. Bye. Get to practice. See ya. I'm so bored. I wish someone was gonna go, but there's someone in there. If you try anything, I'm gonna tell. Guess what time it is? Yep, time for a beatdown. Get the new kid. Beat him down. It's a freaking massacre! Radio inside. Okay, let's go.
Let's go. Và tiếp tục chạy nào. Ở đây thì các bạn cứ thế đi thẳng thôi và cố gắng các bạn làm sao chạy thoát khỏi những con người ở đây. Let go, let go! Wow. Keep it up. Okay. Đã thành công. Và tiếp tục tựa game tiếp theo. Let go. Go. Okay, let's go. Hiện tại đang là một hình tròn, cứ đi thẳng thôi. Đó là một chiếc bánh xe. Và sau đó thì các bạn sẽ tìm được những cánh tay hay là những đôi chân. Đây rồi, đó là thân người. Và tiếp tục đi nữa. Let's go. Đã có chân rồi, ok. Tay này, thì các bạn sẽ làm sao để lấy cánh tay này? Oh my god! Thank you.
my god. Cái đó các bạn phải bám luôn thì mới thành công. Ok.